đừng vứt thêm bất kỳ hạt bưởi nào sau khi đọc bài này. Nếu bưởi là một loại hoa quả được yêu thích, thì hạt bưởi lại là một vị thuốc quý, có tác dụng phòng chống nhiều loại bệnh nguy hiểm. Thông thường, khi ăn bưởi, chúng ta có thói quen bỏ hạt đi. Tuy nhiên, đây là một thói quen không tốt, bởi hạt bưởi có chứa pectin, vốn là tinh chất giúp giảm hấp thu cholesterol và lipid, cầm máu, chống táo bón, phòng chống sự gia tăng đường huyết ở người bị bệnh tiểu đường, chữa bệnh tim mạch cực tốt. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, pectin là một chất xơ có khả năng hòa tan trong nước. Vì thế, bạn có thể chiết xuất pectin từ hạt bưởi một cách dễ dàng. Hướng dẫn cách chiết xuất pectin từ hạt bưởi. Bước 1. Chọn những hạt bưởi không bị lép và lấy khoảng 20 hạt tươi. Các hạt còn lại thì đem phơi hơi khô rồi bỏ vào bịch và bảo quản nơi khô ráo để dùng dần sau này. Bước 2. Cho 20 hạt bưởi đã chọn vào cốc nước sôi tầm 70 đến 80 độ C. Nước chỉ vừa ngập đến các hạt. Bước 3. Dùng dụng cụ rây bột hoặc đôi đũa đánh liên tục hạt bưởi trong nước sôi suốt khoảng 5 đến 6 phút. Lọc hết nước nhầy cho vào một cốc riêng. Bước 4. Tiếp tục đánh và lọc chừng 3 đến 4 lần nữa cho đến khi sờ tay vào hạt bưởi mà thấy hết nhầy thì dừng lại. Tùy từng loại bưởi mà số lần đánh hạt sẽ khác nhau. Bước 5. Đem cốc nước nhầy, pectin lấy được sử dụng trực tiếp trong 3 ngày sau khi chế biến. Lưu ý, chất pectin có thể bảo quản trong tủ lạnh được 2 ngày và lúc bấy giờ sẽ có tình trạng đông lại như thạch trắng. Nếu hạt chất pectin chiếm khoảng 4-20% trong vỏ hạt bưởi tươi thì các hạt bưởi khô mà nhân trong còn ẩm vẫn tồn tại từ 3-16% chất pectin, do pectin chỉ dễ tan trong nước. Cách dùng pectin để chữa bệnh tiểu đường tiếp 2. Uống 50ml pectin trước bữa ăn chính 10 phút, 3 lần một ngày. Dùng liên tục mỗi ngày cho đến khi mức đường huyết trở lại bình thường. Cách dùng pectin để giảm béo. Uống 50ml pectin trước bữa ăn chính 10 phút, 3 lần trên ngày. Kiểm tra cân nặng sau 1 tuần. Cứ kiểm tra cách tuần cho đến khi đạt chuẩn cân nặng mong muốn thì dừng lại. Cách dùng pectin để trị rối loạn lipid máu, tim mạch, táo bón. Uống 50ml pectin sau bữa ăn chính 60 phút, 2 lần trên ngày. Dừng uống ngay khi các xét nghiệm mỡ máu hoặc tim mạch trở lại bình thường và căn bệnh táo bón đã khỏi. Cách dùng pectin để trị bệnh chảy máu cam, chảy máu chân răng. Uống 20ml pectin mỗi lần và uống 3 lần như vậy trong 60 phút đầu tiên, ngay khi có dấu hiệu chảy máu. Nhét thêm bông gòn đã tẩm pectin vào lỗ mũi đối với chảy máu cam, vào chân răng đối với chảy máu chân răng. Cách dùng pectin để hỗ trợ tiêu hóa. Uống từ 20 đến 30ml dung dịch pectin mỗi ngày sẽ giúp bạn sở hữu một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Không chỉ lá, hạt đu đủ cũng chữa ung thư. Hạt đu đủ chứa rất nhiều hợp chất quý, có tác dụng chống oxy hóa, kháng viêm, giải độc gan, thận và chống cả ung thư. Các hợp chất chính trong hạt đu đủ là flavonoid, phenolic, protein, chất béo, canxi, phosphor và magie. Chúng có hiệu quả chống oxy hóa, kháng viêm, kháng khuẩn và chống viêm da. Ngoài ra, chúng chứa các hợp chất giúp chống lại ung thư và giúp cho gan, thận khỏe mạnh. Hỗ trợ tiêu hóa. Hạt đu đủ có chứa enzyme pan-pen. Chất này cực kỳ hữu ích cho sự tiêu hóa protein. Enzyme này giúp giảm bớt khó tiêu và các vấn đề về dạ dày. Đồng thời, chúng cũng giúp trung hòa môi trường axit trong đường ruột. Hạt có hoạt tính chống mầm bệnh mạnh. Chỉ ăn một muỗng canh hạt đu đủ có thể giúp ruột chống lại các vi sinh vật gây hại, ký sinh trùng và thậm chí có thể giúp ngăn ngừa nhiễm độc thực phẩm do tính chất chống vi khuẩn mạnh của nó. Chống nhiều loại ung thư. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng hạt và lá đu đủ rất hữu ích trong việc chống lại ung thư.
bao gồm ung thư đại tràng, ung thư máu, phổi, vú và tuyến tiền liệt. Chúng cũng chứa isothiocyanate phenotrichin, hoạt chất chống lại bệnh bạch cầu. Ngoài ra, các hợp chất phenolic và flavonoid trong nó cũng giúp chống oxy hóa và làm chậm sự phát triển của tế bào khối u. Giải độc gan. Tại Nhật, mọi người tin rằng ăn một thìa hạt đu đủ mỗi ngày có thể bảo vệ gan khỏi bệnh tật. Trong y học cổ truyền Trung Quốc, hạt đu đủ đã được sử dụng trong nhiều thế kỷ để tăng cường các chức năng gan, giúp gan loại bỏ các độc tố có hại. Hạt đu đủ còn rất hữu hiệu trong việc kiểm soát bệnh xơ gan. Các enzyme proteolytic trong nó giúp giảm lượng tiêu hóa trên gan. Nghiên cứu cho thấy, việc điều trị bằng chiết xuất hạt đu đủ trước khi gây độc gan ở động vật đã bảo vệ gan và giúp gan hoạt động bình thường trong suốt quá trình thử nghiệm. Làm sạch thận. Hạt đu đủ có tính chống viêm và kháng khuẩn mạnh, giúp bảo vệ và giải độc thận. Tại Đại học Karachi, Pakistan, các chuyên gia nghiên cứu đã phát hiện ra rằng những hạt này rất hữu ích trong việc điều trị bệnh thận và phòng ngừa suy thận. Hạt đu đủ cũng là những chất chống viêm mạnh mẽ nên rất hữu ích trong việc giảm đau khớp, viêm khớp, sưng tấy và đỏ. Trên thực tế, hai enzyme có trong hạt đu đủ, papain và chymopapain, là những yếu tố chính trong việc làm giảm viêm liên quan tới viêm khớp, viêm gút, đau khớp và hen. Giảm huyết áp. Nghiên cứu trên chuột cho thấy hạt đu đủ có những cải thiện đáng kể trong sức khỏe tim mạch. Một hợp chất có trong quả đu đủ gọi là capenơ có hiệu quả trong việc giảm huyết áp, động mạch tâm trương, tâm thu và huyết áp trung bình. Chống vi khuẩn E. coli. Chỉ cần một ít hạt đu đủ cũng diệt được các loại vi khuẩn như E. coli, Staphylococcus và Salmonella. Chúng giúp ngăn ngừa vi khuẩn nhân lên và tồn tại trong cơ thể chúng ta, đồng thời cũng rất có hiệu quả trong việc ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm. Hạt đu đủ còn giúp chống lại bệnh nhiễm virus và sốt xuất huyết, thương hàn và một số bệnh nhiễm trùng khác. Ăn hạt đu đủ vài lần một tuần có thể làm giảm nguy cơ bị sốt xuất huyết. Trên thực tế, hạt đu đủ đã được sử dụng rộng rãi ở Costa Rica cho các bệnh nhiễm trùng sốt xuất huyết. Chống lại ký sinh trùng. Hạt đu đủ có nhiều enzyme proteolytic papain và capain giúp cơ thể loại bỏ ký sinh trùng hiệu quả. Một nghiên cứu năm 2005 được công bố trên tạp chí dược phẩm cho thấy hạt đu đủ có hoạt tính chống ký sinh mạnh mẽ. Các nhà khoa học đã thử nghiệm ảnh hưởng của hạt đu đủ đối với trẻ em Nigeria có ký sinh trùng đường ruột trong phân. Kết quả là hơn 75% trẻ em được cho uống một liều hạt đu đủ sấy khô không còn ký sinh trùng sau 7 ngày. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Bài thuốc đơn giản từ dứa dại đánh bay cảm ho, sỏi thận đến viêm gan. Lá dứa dại có vị đắng cay, thơm, có tác dụng sát khuẩn, hạ nhiệt. Rễ dứa dại được sử dụng phổ biến, có tính mát, công hiệu lương huyết, lợi tiểu, tiêu độc. Dứa dại hay tên gọi khác là dứa gai, dứa gỗ, dứa núi, lỗ cổ tử, sơn ba la, giả ba la, lỗ đầu tư. Là một cây thuốc nam quý, cao từ 1-2 mét, lá mọc tập trung ở ngọn, quả to khi chín màu vàng. Theo đông y, nhiều bộ phận của cây dứa dại được sử dụng làm thuốc quý. Lá dứa dại có tác dụng sát khuẩn, hạ nhiệt, làm long đờn, lợi niệu. Rễ dứa dại được sử dụng phổ biến hơn, có vị ngọt nhạt, tính mát, công hiệu lương huyết, lợi tiểu, tiêu độc. Nên dùng trị cảm mạo, phát sốt, viêm thận, viêm đường tiết niệu, viêm gan, xơ gan cổ trướng, viêm kết mạc mắt. Ngoài ra, quả dứa dại còn có tác dụng trị lì, ho, hạt quả trị viêm tinh hoàn hay trĩ. Cách chế biến và thu hái. Các bộ phận, đột non, quả và rễ quả dứa dại được dùng làm thuốc. Rễ non chưa bám đất thái mỏng, phơi khô, hạt sấy khô dùng dần. Quả thái mỏng, phơi hạt sấy khô sử dụng dần. Một số bài thuốc chữa cảm ho, sỏi thận và viêm gan từ dứa dại. 1. Chữa cảm ho. Dùng hoa dứa dại
4-12g, sắc uống chữa được bệnh ho cảm mạo. Lá 20-30g rễ, đem xào thơm, sắc lấy nước, chia 2 lần uống trong ngày sẽ chữa được chứng đau đầu, mất ngủ. 2. Chữa các bệnh về thận. Một trong các nguyên nhân hình thành sỏi thận đó là do bí tiểu lâu ngày khiến các chất cặn bã tích tụ tạo sỏi. Các thành phần của cây dứa có tác dụng khá tốt trong việc trị sỏi thận. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế nhấn mạnh, phương pháp dân gian này chỉ phù hợp đối với những người mắc sỏi giai đoạn đầu khi tình trạng còn nhẹ và viên sỏi còn nhỏ. Đối với những trường hợp nghiêm trọng hơn, cần đến các cơ sở chuyên khoa để khám và có lộ trình điều trị thích hợp. Lấy 12-20g rễ dứa dại, 10-12g hạt quả chuối họt, 10-12 rễ cỏ tranh, 8-10g bông mã đề, 15-20g, 15-20g kim tiền thảo, lá đồng tiền hay còn gọi là lá mắc trâu, 10-12g rễ cây lau, 10-12g củ cỏ ống sắc lấy nước, chia làm 2-3 lần trong ngày, uống vào trước bữa ăn, mỗi lần khoảng 100-150ml, có tác dụng chữa sỏi thận, tiết niệu. Đem 30-60g rễ dứa dại, 150-200g thịt heo nạc, nấu canh ăn ngày một lần. Một tuần ăn 3-4 lần, kết hợp hàng ngày cùng với 30-60g rau dừa nước khô, 12-16g rau má, 10-12g bông mã đề, 12-16g bồ công anh, sắc lấy nước uống vào trước bữa ăn ngày 2 lần, mỗi lần 150ml sẽ giúp trị viêm thận, phù thủng. Đem 15-20g đột non, sắc uống sẽ chữa đái gấp, đái buốt, đái ra máu. 3. Bài thuốc chữa viêm gan. Dùng 20-30g quả dứa dại, 20-30g lá vào nước, 12-20 lá cây oro, sắc lấy nước uống ngày 2 lần, mỗi lần chừng 150ml vào trước bữa ăn, có tác dụng trị viêm gan, xơ gan cổ trướng. Ý đặc biệt khi sử dụng quả dứa dại. Không được tùy tiện sử dụng quả dứa dại chữa bệnh. Việc sử dụng phải có sự hướng dẫn từ các thầy thuốc. Nếu tự ý sử dụng, cực kỳ nguy hiểm bởi ở quả dứa dại có lớp phấn trắng rất độc. Không bào chế đúng cách và đưa vào cơ thể trong thời gian dài có thể gây ra ngộ độc, suy thận. Quả dứa dại có tác dụng chữa bệnh gan nhưng chỉ chữa được một số bệnh viêm gan nhất định chứ không phải tất cả thể viêm gan đều có thể dùng vị thuốc nam này. Hơn nữa, nó cũng chỉ có tác dụng chữa viêm gan cấp, mới bị và một số ít thể viêm gan mãn.